Chào chị Joanna, thì em mới tới tiệm của chị rất là đẹp. Thì chị tiệm của chị đã áp dụng là 100 sản phẩm của công ty Lukin. Thì cái cảm nhận của khách hàng và cái tăng income của tiệm như thế nào chị Trang? Hai chị, cảm ơn chị quay tiệm của chị hôm nay cho chị cơ hội chia sẻ với lại tất cả anh chị em trong ngành nail của mình, toàn nước Mỹ và Canada. Thì chị cũng trong ngành nail này là 22 năm rồi chị. Thật ra là bao lâu nay trước khi chị gặp cái cơ hội với lại sản phẩm của Nu Skin đó, thì lúc nào mình cũng nói là ngay là tốn tiền để mua sản phẩm. Dù sản phẩm nào ngoài kia đi nữa mình cũng phải tốn tiền, nhưng mà khi chị dùng sản phẩm Nu Skin của mình đó là 100% á, là chị lúc tháng đầu có bỏ tiền ra, nhưng mà sau đó thì mọi thứ đâu vào đó rồi á, thì mình dùng sản phẩm được miễn phí rất là nhiều, income tăng cao, coi như là giá cả của mình nâng cao cũng rất là dễ dàng hơn, khách hàng mến cái sản phẩm, mà khi họ trở lại họ nhắc bạn bè trở lại. Coi như là họ rất là hài lòng với lại sản phẩm của Nu Skin mình. Thì đó là kinh nghiệm của chị. Trong 22 năm chị làm nail thì chị không bao giờ đứng sau lưng sản phẩm nào mà để bảo đảm. Nhưng đối với sản phẩm Nu Skin thì từ sản phẩm làm chân cho đến facial, chị đều sẵn sàng đứng sau lưng mà bảo đảm cho sản phẩm của Nu Skin. Bởi vì thấy được cái khác biệt rất là nhanh và rất là rõ ràng, thì cái sự yêu thích của khách hàng đó, họ cũng tăng cao hơn là cái sản phẩm cũ của mình. Thì đây là lời chia sẻ thật lòng của Joanna Trang đến Dạ, từ thành phố Vancouver. chị Joanna, thì em thấy là tiệm của chị là áp dụng 100%. Em thấy là những cách mà trang trí của tiệm của chị á, thì nó rất là đẹp và rất là bắt mắt đó quý vị. Thì chị thấy đây là sơ là quay tiệm của chị Joanna Trang nè anh chị. Thì cái em muốn hỏi chị là cái khách hàng ở đây là đa số là mỹ trắng, là cái mỹ trắng thích rất là nhiều. Nhưng mà cái giá giữa cái giá mà basic pedicure và cái giá mà deluxe cao cấp nhất của chị, thì cái giá nó là bao nhiêu, chị có thể là chị chia sẻ cho bà con cái người Việt mình đó chị Trang. Cái basic của chị là 25, cái giá deluxe của chị là 45, thì cái khác biệt nó là 20 đô. Thì ví dụ như mình làm thêm những cái phần khác thì mình cộng thêm vô, thì cái chân có thể lên tới là 55 60 đồng. Đó là khác biệt, nhưng mà nó dễ dàng hơn, nó rất là dễ hơn là mình dùng sản phẩm hồi xưa nay. Dạ, cảm ơn chị Trang, chị Anna Trang rất là nhiều. Chúc chị tiệm nail của chị càng ngày càng đông người khách hàng và sẽ có nhiều người khách hàng đã tới đây để mua những sản phẩm. Chị là một trong những người rất là thành công trong công ty, thì chúc chị là nhiều sức khỏe và cùng thành công với công ty. Chị cảm ơn thiệt nhiều.